Chào anh em nhé, chào buổi tối. Hy vọng là anh em đã nghỉ ngơi đủ và có sức khỏe rồi, chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần trong 2 hôm nữa. Hôm nay mình tranh thủ mình sẽ tìm hiểu về đối thủ trong cái trận đầu tiên nhé, FCFC. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đầu tiên là mình phải rất hiểu về đối thủ. Thế phần 1 này mình xin nói về đối thủ, kể về mặt cá nhân và tập thể nhé. Thế thì đây là đội hình mà đội bạn đang sử dụng này. Trước hết là thủ môn là Quang Anh. Đấy. Thế đặc điểm của Quang Anh này là bắt gôn là hay phạm sai lầm này này. Nên là những quả sút xa, sút bổng, sút sệt. Đấy. Là thủ môn này là sẽ thường mắc những cái sai lầm mà không không ngờ được. Đấy, đã xảy ra nhiều giải rồi mình biết, mà đây là thường là thủ môn chính. Nếu như Quang Anh này thay thì sẽ là Tiến Sơn đấy, nhưng mà khả năng cao là Quang Anh này sẽ bắt chính. Tiếp theo họ dùng hai trung vệ là Cương và Nga Hà. Hai trung vệ này đều tốt cả nhé, hai trung vệ này đều có khả năng không chiến tốt, cầm bóng tốt, truyền bóng chính xác, đấy, cầm được nhịp đấy, và thường xuyên là dâng lên cao, đặc biệt là Cương. Cương này khi mà những quả phạt góc đấy, hay là những quả cánh, đặc biệt là những quả phạt góc là thường xuyên lên đánh đầu, và có nhiều quả đã lên để tham gia tấn công từ những quả phạt góc và đánh đầu ghi bàn rất nguy hiểm. Nên là điều này các anh em hậu vệ phải chú ý, phải kèm nhé. Đánh đầu rất tốt, không chiến rất tốt. Đó. Nga Hà này cũng là một trung vệ tốt này, khá là dũng mãnh và chính xác, khôn ngoan, đấy, đá bình tĩnh, có khả năng phân phối bóng. Điều đặc biệt của họ là khi mà họ dâng lên là các trung vệ này đều biết đẩy người để kéo các hậu vệ dâng lên. Đấy, trong trận vừa rồi ta thấy là khi mà họ đá ép sân đối thủ là toàn bộ hàng hậu vệ này dâng ngang đến giữa sân. Tức họ chỉ đá nửa sân thôi. Đấy, là nhờ hai trung vệ này biết dâng và đẩy hai hậu vệ cánh này dâng lên. Tiếp theo hậu vệ cánh nhá. Hậu vệ cánh thì bên cánh trái của họ là Lâm. Đấy, Lâm này cũng là hậu vệ tốt này, có kỹ thuật. Đấy. Cầm được bóng và cướp bóng cũng khá tốt. Đấy, nhưng mà không quá nhanh nhưng mà chính xác. Đó. Có khả năng truyền bóng và làm bóng tốt, khá kỹ thuật. Đấy, hay đào bóng, hay đào vào sút thôi, đào bóng. Đấy. Khá là chắc chắn. Bên cạnh trái của họ có Chiến già. Tên là Chiến, lớn tuổi hơn và người cũng khá là tròn trịa. Đấy, nên là Chiến này có ưu điểm là kỹ thuật tốt, nhưng mà nhược điểm là khá chậm. Nên ở đây nếu như mà mình có những cầu thủ nhanh hoặc là những đường chuyền nhanh thì đây có thể là một điểm yếu của đội bạn. Tuyến giữa của họ có Hà Harris này, Hiệp và Đông. Đấy. Thế đặc điểm của mỗi cầu thủ, Hà này kỹ thuật tốt, cầm được nhịp nhưng không di chuyển nhiều. Đấy. Nhưng mà chọn chỗ khá ok. Nhưng mà nếu như mà nói về bọc lót là những đường truyền đập nhanh, đập nhả nhanh thì Hà này là cũng khá là lớn tuổi rồi và không phải là người di chuyển nhiều. Đấy, thì cũng có thể đấy là một cái điểm yếu. Đấy. Điểm điểm mạnh thì đã nói rồi. Đó, và hai cầu thủ này thì anh em đã khá quen thuộc. Hiệp, Hiệp con và Đông đều có khả năng cầm bóng rất tốt, kỹ thuật rất là khéo léo. Đấy. Đặc điểm Đông là lùi đá, cầm bóng nhiều, nhưng mà gần đây như cái trận vừa rồi là thấy là có rất nhiều thay đổi trong lối đá của Đông. Phân phối bóng nhanh, đưa bóng nhanh, thường đưa sớm cho Tân hoặc Hiệp. Đấy, hoặc là đưa sớm cho những người ở gần, khả năng cầm bóng rất chắc. Nên là Đông này trận vừa rồi gặp sinh viên cũng khá là dễ, khá là mềm, nhưng Đông này cũng không cầm bóng nhiều đâu. Có lẽ do sau khi bị chấn thương là nó đã đá khô lên rất nhiều. Và như thế nó cũng khỏe khó đá hơn.
Đấy. Và nó cũng di chuyển rất là rộng để nhận bóng, thường xuyên di chuyển rộng nhận bóng, kể cả những quả mất bóng. Ngày xưa là không đổi bóng nhưng bây giờ đã thấy là cũng có đổi bóng. Như thế là lối đá của Đông bây giờ nó đã hoàn thiện lên rất là nhiều. Hiệp gà này, kỹ thuật rất tốt, nhỏ con và đặc biệt là di chuyển rất nhiều, thường xuyên tham gia những tình huống tranh chấp bóng. Nên anh em có bóng ở khu vực giữa phải rất chú ý, Hiệp nó sẽ ập vào nó cướp rất nhanh. Đấy, mặc dù nhỏ con nhưng rất chăm di chuyển và hỗ trợ lấy bóng. Kể cả là các tình huống hậu vệ có bóng hoặc là tiền đạo có bóng, nếu tiền đạo mình có bóng nó sẽ chạy về để nó hỗ trợ cướp bóng. Đấy, hoặc các vị trí khác. Nó phạm vi hoạt động rất rộng và rất chăm cướp bóng. Đấy. Khá nguy hiểm. Bên hai cánh thì bên cánh này là có Tân, cũng khá là quen thuộc rồi. Đấy, Tân thì điểm mạnh của nó là tốc độ nhanh, sút tốt, cầm bóng tốt. Đấy, một trong những tiền vệ cánh tốt nhất bây giờ. Đó. Và đặc điểm di chuyển của nó là nó thường xuyên là lùi về hỗ trợ lấy bóng. Đấy. Nên là khi mà đội bạn có bóng và mình ép thì mình phải ép cả hậu vệ cánh lên để khóa cái vị trí này. Bởi vì nó sẽ rút về để nó nhận bóng và nó sẽ dốc bóng lên. Đấy. Đặc điểm cầm bóng của Tân là nó khi nó có nhận bóng nó có thể bước một nó lật quả bóng ngay qua mình, nên nếu mình ập vào không khéo là nó sẽ lật quả bóng và nó rê qua mình, hoặc là nó sẽ giật quả bóng lại và nó đảo theo cái hướng này vào trong, nó rất giống thằng Chiến là nó sẽ đảo ngược lại và đảo chéo về phía sân của nó, nên mình rất khó bắt, mình phải dùng một cái tiền vệ trung tâm ở đây để bắt cái đường đảo ở đây. Đấy. Và nó rẽ vào nó sút, khả năng sút khá tốt nên thủ môn phải rất chú ý nhé. Đấy, sút bổng hay sút sệt đều tốt và có lực tốt. Đấy, nhưng mà không phải quả nặng ăn, khi mà nó đã sút vào cầu rồi thì nó sẽ sút tốt hơn, nhưng mà lúc đầu nếu mà mình cũng ấy tốt thì là nó cũng sẽ thường sút ra ngoài nhiều đấy. Như trận vừa rồi, trận gặp sinh viên, nó phải sút khoảng 4-5 trái trong tình huống sơ hở nó sút ra ngoài. Đó, nên là cũng tốt thì tốt nhưng mà anh em cũng không phải quá là lo sợ, nhưng mà phải chú ý, phải rất chú ý bọc lót và không được để nó sút. Thủ môn phải chú ý những quả sút xa thấp và cao. Bên cánh này thì nó dùng là Nguyên. Nguyên này thì người người đậm người giống như Yên của đội mình. Đấy, không không đậm bằng Yên nhưng mà cũng chiều cao xấp xỉ như thế. Nguyên này thì không quá nổi trội về mặt kỹ thuật tốc độ đấy, nhưng mà cũng cũng khá là ổn định, tức là có khả năng cầm bóng và ban chuyền được chính xác đến đồng đội, khá là ổn định, tốc độ cũng không có gì đáng chú ý, nhưng mà cũng thường tung ra những cú sút xa. Như trận vừa rồi gặp sinh viên, Nguyên này nó cũng tung ra nhiều cú sút ngay từ cánh và cũng thành bàn, nên thủ môn phải hết sức chú ý. Đấy, những quả tưởng không nguy hiểm nhưng nếu nó sút để mở cơ hội cho nó sút hay những cái đường xa là thủ môn phải xác định là mình phải phải chặn những quả đấy. Đó, nó sút vào trong khung thành là có là nó thường là sút vào trong khung thành chứ nó không sút bay lên trời hay bay đi đâu. Tiền đạo là Chiến, Chiến bé nhá. Chiến này thì anh em quen thuộc, anh em biết rồi. Đấy, Chiến này thì gần đây lối đá cũng thấy có hoàn thiện hơn, tức là di chuyển và chịu khó ban bóng sớm chứ nó không ham dây như ngày xưa. Để nó thường xuyên là đẩy bóng lại cho những cái tuyến hai, nhìn thấy nó sẽ đẩy ngay. Đấy, thế nên nó cũng trở nên là nguy hiểm hơn. Đấy, đặc điểm của Chiến này có tốc độ, sút cũng cũng ok đó, không bằng Tân nhưng mà cũng giống như Nguyên này, cũng có thể gây nguy hiểm đó. Thì Chiến này thì anh em cũng khá là hiểu lối chơi rồi, thì cũng không nói quá nhiều. Đấy là về mặt cá nhân. Còn về mặt tập thể của FCFC nó thi đấu như nào, đặc điểm nhé, FCFC mình đã quan sát nó đá rất đều, tất cả các tuyến rất đều, nghĩa là đều về mặt di chuyển đội hình. Đấy, khi mà một người có bóng là tất cả những cái người xung quanh phải ba bốn người là đều di chuyển để nhận bóng. Đấy. Những cái thằng mà ham dê các thứ như thằng Đông,
các thứ bây giờ là nó cũng thường xuyên nó di chuyển để nó nhận bóng, đồng hiệp các thứ đấy, nếu họ di chuyển nhiều như vậy mà đều như vậy mà mình không di chuyển thì là sẽ họ sẽ có rất nhiều khoảng trống. Họ di chuyển rất đều, khi mà họ đã lên tấn công là mình thấy là ở dưới này là ép đều lên từ trung vệ, ép đều lên lên đến giữa sân đấy, và một cái đường tấn công của họ thường có phải đến 5-6 người ở xung quanh trung vòng cấm, tức họ có rất nhiều lựa chọn để bàn. Nếu như người của mình mà không về đều thì mình sẽ bị rất là trống, hậu vệ sẽ không thể kèm kèm nổi đấy, không 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 sưởi được đấy. Họ xuống rất đều như đã nói, khi mà tham gia phòng ngự là hiệp tân nguyên nó đều chạy về, thậm chí đang chiến này bây giờ nó rất chịu chạy và nó cũng rất hay chạy về để tham gia phòng ngự đấy, mặc dù là tiền đạo đó. Thế nói như thế để mình hiểu về lối đá của cá nhân và tập thể. Phần 2 mình sẽ nói về các cái game plan, tức các cái kịch bản có thể diễn ra trong trận đấu để anh em chuẩn bị.